Cắt đồ họa tối thiểu cho từng độ phân giải là gì? Luôn có người hỏi tôi, RTX 4060 chơi được 2K không? Hoặc muốn lên 4K thì cần cắt thế nào? Lần này, tôi sẽ bám theo nguyên tắc tiết kiệm chi phí để gợi ý cắt phù hợp cho từng độ phân giải. Đầu tiên là 1080p, đây là độ phân giải được sử dụng nhiều nhất. Theo bảng xếp hạng của Steam, nếu chỉ dùng cho nhu cầu văn phòng cơ bản, thì cắt tích hợp của Intel hoặc AMD là đủ. Nếu muốn chơi game, thì nên chọn cắt có điểm tham Spy từ 5.000 đến 8.000. Ngân sách thấp thì GTX 1060, RX 580 cơ bản đã đủ mượt mà ở mức thiết lập trung bình. Nếu muốn chơi ở chất lượng cao, thì tối đa bỏ ra khoảng hơn 3 củ. Lấy RTX 2060 là ổn, mua cao hơn thì tôi không khuyến khích ở phân khúc này. Tiếp theo là màn hình 2K, gợi ý chọn cắt có điểm tham Spy từ 8.000 đến 14.000, mức khởi điểm. RTX 2060 đủ để chơi cơ bản, muốn chơi mượt mà, chọn theo ngân sách RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 4060, không nên vượt quá RTX 4060 Ti hoặc bản mới ra RTX 5060 Ti, nếu không thì phí tiền. Cuối cùng là màn hình 4K, nếu chỉ muốn thử chơi nhẹ nhàng ở mức trung bình thấp thì RTX 3060 Ti cũng được, muốn chơi trung cao cấu hình mượt mà, điểm tham Spy từ 18.000 trở lên mới ổn. Các mẫu đề xuất RTX 3080 12GB, RTX 4070 Super, RTX 5070, nếu cảm thấy khung hình chưa đủ, thì bật DLSS ở chế độ chất lượng hoặc cân bằng, không cần phải chạy 4K góc 100%, cũng không cần kéo mắc hết chất lượng hình ảnh và dây chasing. Cuối cùng, dành cho mấy ông thích bắt bẻ, nếu thấy cái này chưa đủ, cái kia không xứng, thì xin mời lấy thẳng RTX 5090, đừng mất công lằng nhằng.